Nguyễn Xuân Thắng bao giờ mới hết nói phét. Tuyên bố sẽ đưa Việt Nam vào bước quỷ nguyên mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được công luận trong và ngoài nước hết sức chú ý. Trong bài diễn văn tại Đại học Columbia ở Hoa Kỳ, ông Tô Lâm khẳng định con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu hướng chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Tuy nhiên, một số vấn đề quan trọng hơn là trách nhiệm của nhà nước đối với đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân thì không được ông Tổng Bí thư chú trọng. Dường như đã nắm bắt được các đòi hỏi từ công luận, truyền thông nhà nước đưa tin vào ngày 15 tháng 10 tại Hưng Yên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các ban ngành tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề Con người, quyền con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước. Bản tin cho hay, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Thắng đã nhấn mạnh, việc chăm lo cho con người là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, thể hiện đặc trưng bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Ông Nguyễn Xuân Thắng được cho là một nhân sự chủ chốt trong phe Nghệ An, nhưng lại kéo quân về tận Hưng Yên, là quê nhà ông Tô Lâm, để mà tổ chức hội thảo. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy nội bộ phe Nghệ An đã có biểu hiện giã đám và thiếu thống nhất. Về nhận định của ông Thắng khi cho rằng việc chăm lo con người là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện đặc trưng bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, công luận đánh giá đây là điều không có thật. Hơn ai hết, ông Tô Lâm, vốn là cựu Bộ trưởng Bộ Công an, càng hiểu rất rõ điều này. Trong nhiều năm qua, dưới sự lãnh đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với chính sách coi trọng quá mức sự ổn định chính trị của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn tới tình trạng ưu tiên quá lớn cho ngành công an với ngân sách khổng lồ. Theo báo cáo của Tài chính về việc phân chia chi tiêu ngân sách cho các bộ ngành của chính phủ cũng như các địa phương, trong năm 2024, Bộ Quốc phòng được phân bổ ngân sách nhiều nhất với hơn 207.000 tỷ đồng. Theo sau là Bộ Công an với ngân sách hơn 113.000 tỷ đồng. Nếu so với ngân sách của năm 2023 là 99.000 tỷ đồng thì đã tăng tới 14.000 tỷ đồng. Trong khi đó, ngân sách dành cho Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng từ 6.200 tỷ đồng lên có hơn 7.700 tỷ đồng. Ngành y tế bị cắt giảm từ hơn 7.400 tỷ đồng vào năm 2023, nay chỉ còn 7.000 tỷ đồng vào năm 2024. Điều đó cho thấy chi ngân sách cho ngành công an là đặc biệt lớn, gấp khoảng 13 lần so với chi ngân sách cho giáo dục và y tế. Điều đó thể hiện chính sách hết sức bất hợp lý của chính quyền Việt Nam hiện nay. Việt Nam luôn khẳng định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, mặc dù việc đảm bảo miễn phí cho giáo dục, y tế là thể hiện tính ưu việt đặc trưng của chủ nghĩa xã hội, nhưng nhà nước Việt Nam lại sử dụng chiêu trò xã hội hóa để mà bòn rút ngân sách cho giáo dục và y tế vốn đã quá ít ỏi và dành chi quá mức cho ngành công an và quân đội. Điều đó cho thấy mối quan tâm lớn nhất của lãnh đạo Việt Nam hiện nay là giữ vững an ninh chính trị để duy trì vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của họ. Họ hoàn toàn không hề xuất phát từ quyền lợi của nhân dân. Nhà nước Việt Nam luôn tuyên bố họ là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhưng trên thực tế, trong hàng chục năm qua, khẩu hiệu này đã bị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam từ trung ương đến địa phương đồng lòng cho biến tấu và khẩu hiệu thực sự đã trở thành nhà nước của ông, do ông và vì chúng ta, về mọi nghĩa. Và cứ như vậy, người dân Việt Nam ngày thêm lầm than. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Nguyễn Xuân Thắng bao giờ mới hết nói phét đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tổng Bí thư Tô Lâm vượt qua được sóng gió khi cả Nga và Trung Quốc đều không hài lòng. Hiện nay có suy đoán cho rằng mặc dù ông Tô Lâm đang nắm giữ cả hai cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, nhưng Trung Quốc vẫn không che giấu những nỗ lực ủng hộ thường trực Ban Bí thư Lương Cường trở thành người nắm quyền lãnh đạo tối cao tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Mới đây nhất, truyền thông Việt Nam và Trung Quốc đồng loạt đưa tin ca ngợi chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc, đồng thời cho biết ông Lý Cường đã bày tỏ cam kết của Trung Quốc
tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa. Vào trung tuần tháng 9 vừa qua, trong chuyến công cán đến Mỹ để tham dự kỳ họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Tô Lâm bất ngờ gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Đồng thời, ông cũng đưa ra các phát biểu mạnh mẽ ủng hộ công cuộc bảo vệ đất nước của người dân Ukraine. Trước đó, kể từ đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga, Hà Nội đã nhiều lần từ chối bỏ phiếu chống lại Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với lý do Nga vốn là một đồng minh lâu năm và là nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam. Được biết, cuộc gặp với ông Zelensky đã được ông Tô Lâm lên kế hoạch từ trước. Hơn thế nữa, cuộc gặp này sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 9, ngay trước thời điểm ông Tô Lâm hội đàm cùng Tổng thống Mỹ Biden. Điều đó chắc chắn sẽ khiến cho Tổng thống Nga Putin và Điện Kremlin không hài lòng. Kể cả Bắc Kinh vốn là một đồng minh và là một thế lực ủng hộ Nga cũng khó có thể chấp nhận. Đáng chú ý, vào ngày 23 tháng 9, Đại học Columbia, Hoa Kỳ, tại đây, ông Tô Lâm bất ngờ tuyên bố như sau. Con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu hướng chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Truyền thống của chúng tôi là giàu vì bạn. Chúng tôi không thể đạt được những mục tiêu cao cả nếu thiếu sự đoàn kết trong sáng và sự ủng hộ quý báu từ cộng đồng quốc tế. Trong lúc trên bình diện ngoại giao, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga và vẫn tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác này trên mọi lĩnh vực, cho dù Nga đã bị Mỹ và phương Tây cấm vận, cô lập cả về chính trị và kinh tế. Thậm chí vào tháng 6 năm 2024, Hà Nội vẫn tiếp đón Tổng thống Putin tới thăm, bất kể ông đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt giữ. Khi đó, Chủ tịch nước Tô Lâm vẫn khẳng định là luôn xác định quan hệ với Liên bang Nga có tầm quan trọng chiến lược, xem Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Sau chuyến công du Mỹ không lâu, trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Pháp, ông Tô Lâm và Tổng thống Pháp Macron đã tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam và Pháp lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Đây là một bước tiến vượt bậc trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong quan hệ với châu Âu. Điều đó đã khiến cho Trung Quốc thực sự không hài lòng và tỏ ra hết sức lo ngại. Có ý kiến cho rằng từ chính sách ngoại giao cây tre của Tổng Trọng, ông Tô Lâm đã nhảy sang chính sách đối ngoại chọn phe, dựa vào phương Tây và Hoa Kỳ để mà chống lại Bắc Kinh. Trung Quốc và Nga có mối quan hệ đối tác chiến lược ủng hộ lẫn nhau trong nhiều vấn đề quốc tế, bao gồm cả cuộc chiến tại Ukraine. Do đó, các tuyên bố của ông Tô Lâm có lẽ gây ra sự căng thẳng trong quan hệ giữa Việt Nam với cả Nga lẫn Trung Quốc. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là điều chỉnh lập trường của Việt Nam về vấn đề Ukraine có thể sẽ đem lại không ít rủi ro trong cả nội trị lẫn đối ngoại. Đây là thách thức không nhỏ đối với ông Tô Lâm trong việc duy trì quyền lực. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm có vượt qua được sóng gió khi cả Nga và Trung Quốc đều không hài lòng hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.